Kính thưa quý vị, từ năm 2011 cho đến nay, Trung Quốc đã bồi đắp trái phép 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành đảo nhân tạo và tiến hành các hoạt động quân sự hóa. Về khả năng bồi đắp trái phép để xây dựng đảo, nếu Trung Quốc đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Thế nhưng, điều đáng buồn cười là ở chỗ, Trung Quốc luôn đóng vai trò là nạn nhân ở Biển Đông và vu cho các nước láng giềng bắt nạt họ. Gần đây, một viện nghiên cứu của Trung Quốc đưa ra cảnh báo rằng, với những việc gia tăng bồi đắp đảo, chính Việt Nam đang tạo rủi ro về xung đột trên Biển Đông có thể lan rộng với láng giềng khổng lồ phương Bắc. Vậy, nội dung của bài nghiên cứu đó như thế nào? Liệu rằng bồi đắp đảo của Việt Nam có giống việc Trung Quốc bồi đắp đảo trái phép trên Biển Đông hay không? Và Việt Nam phải làm gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Theo Grandview, một viện nghiên cứu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Việt Nam đang gia tăng bồi đắp đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa từ năm 2021 đến nay, sử dụng các máy nạo vét lớn. Và trong bài viết trên trang China Morning Post ngày 15 tháng 5 cho rằng, Việt Nam đã chiếm thêm đảo và dạn san hô, tăng thêm binh sĩ, đồn trú và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng hơn bất kỳ quốc gia ven biển nào. Đồng thời, viện Grandview đưa ra nhận định với tờ báo này rằng, tính trong 3 năm qua, Việt Nam đã bồi đắp đảo trên Biển Đông nhiều hơn 4 thập niên trước đó. Cảnh báo hoạt động này có thể gây phức tạp và mở rộng tranh chấp về chủ quyền Biển Đông. Vào năm 2013, viện Grandview là một viện nghiên cứu chính sách độc lập của Trung Quốc. Theo mô tả trong phần tự giới thiệu báo cáo tình trạng an ninh Biển Đông năm 2013, do viện Grandview thực hiện và đăng tải vào tháng 1 năm 2024, có nội dung cho rằng Việt Nam đã bồi đắp trên những hòn đảo và bãi san hô chiếm đóng trái phép của Trung Quốc từ năm 2022 đến năm 2023. Bao gồm từ năm 2022 đến năm 2023, Việt Nam đã bồi đắp vùng đất đáng kể trên các hòn đảo và đá san hô chiếm đóng trái phép trong quần đảo Nam Sa của Trung Quốc. Trong số 29 hòn đảo và bãi san hô trong quần đảo Nam Sa mà Việt Nam chiếm đóng trái phép, thì Việt Nam đã nạo vét đáng kể và bồi đắp đất trên 5 hòn đảo và bãi san hô. Báo cáo viết, Nam Sa là tên gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hiện nay, ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các bên khác gồm Đài Loan, Philippines, Malaysia cũng có tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần có sự kiểm soát trên thực tế đối với các thực thể tại quần đảo này. South China Morning Post đưa ra những thông tin từ Grandview cho rằng Hà Nội cực kỳ kín tiếng và bí mật về việc xây dựng đảo vì có thể đã học bài học từ Trung Quốc cách đây 7 năm và tìm cách tránh sự chú ý của truyền thông quốc tế. Cơ quan này cũng đánh giá việc xây dựng của Philippines trên các thực thể chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa là ở mức độ thấp, vì vậy không thể tạo ra một mối đe dọa đáng kể đến sự hiện diện quân sự của các quốc gia khác. Và viện Grandview cũng cho hay không có dấu hiệu Malaysia đã tiến hành xây dựng trên các hòn đảo dạn san hô ở quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây. Truyền thông Việt Nam ngày 16 tháng 5 đã trích dẫn ý kiến của chuyên gia gọi là nhận định của viện Grandview là vô cáo bóp méo sự thật. Báo Thanh Niên, những ý kiến của tiến sĩ Satoru Nagao, viện nghiên cứu Hudson, Mỹ đã đánh giá của viện Grandview là vu cáo bóp méo sự thật, bỏ qua lịch sử của khu vực này và tuyên truyền thông tin sai sự thật. Trung Quốc chiếm một nửa quần đảo Hoàng Sa vào năm 1950, rồi chiếm phần còn lại vào năm 1974. Trung Quốc mở rộng hoạt động tại quần đảo Trường Sa và chiếm đóng 6 thực thể vào những năm 1980. Như vậy, rõ ràng, ai là người leo thang căng thẳng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Ông cho rằng, dù là nguyên nhân gây căng thẳng, nhưng Trung Quốc vẫn cứ cho rằng họ là nạn nhân. Đó là lý do vì sao nhiều quốc gia xung quanh quan ngại Trung Quốc. Bắc Kinh nên nhận ra điều đó và tôn trọng lợi ích của nước khác. Vâng, đúng như vậy, chính Trung Quốc mới là bên quân sự hóa mạnh mẽ nhiều thực thể hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Từ hơn 5 năm trước, hình ảnh vệ tinh của cộng đồng quốc tế đã chỉ rõ thực trạng vừa nêu. Theo đó, song hành cùng việc xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất, thậm chí có cả đường băng, nhà chứa máy bay v.v. Bắc Kinh còn tổ chức diễn tập điều động tên lửa, chiến đấu cơ đa nhiệm đến các thực thể ở Biển Đông như đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, ba bãi đá chữ thập Vành Khăn và Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Qua đó, Bắc Kinh hình thành một thế trận hỏa lực không hải. Về tên lửa thì có tên lửa hành trình chống hạm J-12B tầm bắn 400 km, tên lửa chống hạm EJ-6 tầm bắn có thể lên tới 200 km tùy theo phiên bản.
hệ thống tên lửa đối không HQ-9B và HQ-9 được xem là S-300 phiên bản của Trung Quốc. Về máy bay quân sự thì có máy bay chiến đấu ném bom JH-7, máy bay không người lái trinh sát tầm xa Harbin BDK-005, các loại chiến đấu cơ đa nhiệm J-10 và J-11, oanh tạc cơ H-6K. Các nhà chứa máy bay được xây dựng ở ba bãi đá chữ thập Vành Khăn và Subi, còn đủ sức chứa máy bay ném bom H-6, máy bay tiếp nhiên liệu H-6U, máy bay vận tải Y-8 và máy bay KG-200 chuyên trinh sát cảnh báo sớm. Kèm theo đó là còn nhiều hệ thống radar, thiết bị giám sát tối tân. Không những thế, hiện nay Trung Quốc đang dùng các chuyên gia để đánh tráo khái niệm. Như ngày 19 tháng 5, trên trang fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã chia sẻ là một đoạn video từ China Daily, bị cái gọi là giáo sư về luật quốc tế của Anh khẳng định Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tây Sa và Nam Sa lần lượt là tên gọi phi pháp mà Bắc Kinh đặt cho Hoàng Sa và Trường Sa. Đoạn clip có các đoạn trích trả lời của vị giáo sư với những lời lẽ sai trái cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa có lịch sử thuộc Trung Quốc. Tuy nhiên thực tế, chính Tòa trọng tài quốc tế vào năm 2016 đã đưa ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc phán quyết được dựa trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 cũng như các luật quốc tế khác. Vị giáo sư được nhắc đến ở đây là Anthony Cathy, từng nghiên cứu và giảng dạy tại một số trường đại học Anh. Nhưng nhiều năm qua, ông đã đầu quân làm học giả về pháp lý cho Học viện Công nghệ Bắc Kinh Trung Quốc cũng như làm việc tại Đại học Thanh Hoa của nước này để tăng sức mạnh cho những tuyên truyền sai trái, bóp méo sự thật về chủ quyền, tình trạng ở Biển Đông. Nhiều đại học cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc nhiều năm qua đã tập hợp không ít chuyên gia quốc tế, rồi từ đó đưa ra những đánh giá, nghiên cứu mang tính ngụy biện để phục vụ cho lợi ích phi pháp của nước này ở Biển Đông. Điển hình là tiến sĩ Mark Valencia, làm việc cho các cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc về Biển Đông vì những bài viết bóp méo sự thật về vấn đề Biển Đông. Tiến sĩ Valencia đã thường xuyên bị cộng đồng học giả quốc tế lên án do có các nhận định sai lệch đánh tráo khái niệm nhằm chạy tội cho Trung Quốc. Đối với việc bồi đắp của Việt Nam chúng ta, nhiều người cho rằng nếu Trung Quốc bồi đắp đảo là sai với pháp luật UNCLOS thì Việt Nam bồi đắp cũng là sai. Vâng, thắc mắc này hoàn toàn hợp lý. Nhưng theo các nhà nghiên cứu quốc tế, việc bồi đắp đảo của Việt Nam và Trung Quốc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việt Nam bồi đắp đảo là việc đóng quân tiếp tế hậu cần, phòng thủ thuận tiện hơn, cải thiện điều kiện sự sống. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, việc bồi đắp không phải làm thay đổi tình trạng trước đó của thực thể địa lý. Tức là nếu trước là bãi nửa chìm nửa nổi mà không được lãnh hải của một bãi đá thì sau vẫn vậy không bị bồi đắp mà trở thành đảo lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế được. Ví dụ như một bãi nửa chìm nửa nổi như bãi thuyền trài của Việt Nam, nửa chìm nửa nổi nó không được tính lãnh hải của một bãi đá thì dù sau khi có bồi đắp trở thành đảo nhân tạo cao hơn mặt biển vẫn giữ trạng thái là bãi chiều thấp chỉ có 500m và vùng an toàn bao quanh thôi, không được hưởng lãnh hải 12 hải lý. Và dĩ nhiên không thể có vùng đặc quyền kinh tế chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Các chuyên gia Viện Nghiên cứu Minh Bạch Hàng hải Châu Á đánh giá rằng việc đắp đảo có bến bãi tốt cũng có thể phục vụ cho việc đánh bắt, chế biến tiếp liệu, làm chỗ tránh rông bão trong ngư dân và có thể khai thác tiềm năng du lịch sau này. Như ngày 16 tháng 5, ông Gregory Bin, giám đốc chương trình Đông Nam Á từ CSIS ở Washington đánh giá rằng Việt Nam đang bồi đắp đảo và dường như nhằm mục tiêu tăng cường khả năng tự vệ cho các căn cứ của mình, tạo ra các cảng và các cơ sở hạ tầng theo đó để triển khai các tàu tuần tra. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh Bạch Hàng hải Châu Á công bố hồi tháng 12 năm 2023 cho thấy, Trung Quốc đã gây phá hủy san hô thông qua việc đào và bồi đắp đất và lấp khoảng 1.880 ha san hô. Báo cáo này cũng cho hay hồi cuối năm 2023 cũng cho thấy rằng Trung Quốc đang tiếp tục phá hủy khoảng 6.691 ha san hô khi cào sò tai tượng trên Biển Đông. Việc Việt Nam đào phép và bồi đắp trong thời gian qua rõ ràng để đáp trả nước này, việc xây đảo và quân sự hóa của Trung Quốc trong thập kỷ trước, việc một viện nghiên cứu của trụ sở tại Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích về các hoạt động này của Việt Nam là cực kỳ mang tính đạo đức giả. Tháng 1 năm 2024, các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận xét rằng Trung Quốc không muốn có chiến tranh trên Biển Đông mà thay vào đó dần dần thiết lập những thực thể mới. Theo ông nhận định thì, cho đến nay, lợi ích của Trung Quốc là không có chiến tranh ở Biển Đông vì 40% lượng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đi qua con đường hàng hải trên Biển Đông. Hậu quả cuộc chiến trên Biển Đông là không lường, không đơn thuần và là xung đột Việt Nam với Trung Quốc hay là Philippines. Với Trung Quốc, đám lửa có thể bùng lên tới mức nào không ai kiểm soát được.
Do đó, chiến lược tốt nhất của Trung Quốc là tằm ăn dâu, tức là dần dần đẩy đuổi Việt Nam và Philippines rồi biến thành điều gọi là bình thường mới và dần dần ép các nước chấp nhận thực tế mới của Trung Quốc. Đây là chiến lược tương đối hữu hiệu của Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam đang đối phó với lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương thường niên của Trung Quốc hàng năm từ năm 1999 đến nay, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 9 hàng năm. Việt Nam thường xuyên lặp lại lời phản đối lệnh cấm này của Trung Quốc, gọi đây là xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông và tuyên bố lệnh cấm không có giá trị. Và trong khi vu cho Việt Nam đang quân sự hóa Biển Đông thì Bắc Kinh làm gì? Philippines thông báo phát hiện tàu Trung Quốc có dấu hiệu bồi đắp xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Sabina trên Biển Đông nên điều tàu giám sát. Người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines ngày 13 tháng 5 thông báo lực lượng này sẽ duy trì hiện diện thường xuyên hơn ở bãi cạn Sabina để đảm bảo Trung Quốc không thể tiến hành các hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo tại đây. Sabina là thực thể nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, nhưng Trung Quốc coi đây là thực thể thuộc yêu sách chủ quyền đối với Nam Sa, tên gọi mà Bắc Kinh sử dụng để chỉ quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Philippines đã triển khai tàu Terasa Mabanu đến bãi cạn Sabina ngày 15 tháng 4 năm 2024, sau khi giới chức này phát hiện nhiều đống san hô bị nghiền nát được đổ lên bãi cạn. Dấu hiệu này cho thấy Trung Quốc đang tìm cách bồi đắp thực thể này. Philippines phát hiện 34 tàu dân quân biển của Trung Quốc cũng xuất hiện trong khu vực, được hộ tống bởi tàu hải quân trực thăng và 4 tàu hải cảnh. Ông nói Philippines sẽ không nhún nhường và tiếp tục thực thi hiệu quả tuyên bố chủ quyền Manila đối với bãi cạn bằng cách luân phiên triển khai tàu duy trì hiện diện tại đây. Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Sabina đã bị ngăn chặn sau hoạt động giám sát của hải cảnh Philippines. Tàu Trung Quốc hiện diện Sabina trong vòng 26 ngày liên tục. Mọi hoạt động cải tạo ở bãi cạn đã chấm dứt, dù hải quân Philippines vẫn phát hiện thợ lặn ở khu vực này. Chúng tôi đã ngăn chặn hoạt động cải tạo đảo quy mô lớn. Việc Trung Quốc triển khai dân quân biển, hải cảnh tàu nghiên cứu và hải quân đến bờ biển Palawan là diễn biến gây ra lo ngại, đe dọa chủ quyền và gây thiệt hại đáng kể đối với môi trường biển Philippines. Và câu hỏi được đặt ra, liệu Việt Nam có thể cứng rắn như Philippines về Biển Đông hay không? Câu trả lời đó là từ trước đến nay, Việt Nam vẫn luôn cứng rắn, phản đối những hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Vì sao Việt Nam chỉ lên tiếng phản đối mà không có những màn rượt đuổi đáp trả vòi rồng giống Philippines? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã phát biểu vào cuộc họp báo thường kỳ tháng 3 năm 2024 rằng Việt Nam rất quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Những quan ngại trên cho thấy Việt Nam coi trọng hòa bình và muốn kêu gọi các bên bình tĩnh, tránh xung đột ở Biển Đông. Trước hết, chúng ta quan tâm nhiều hơn tới phát triển kinh tế chứ không hiếu chiến giống Philippines. Người Việt Nam muốn tiền thuế của mình được nhà nước sử dụng vào việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống chứ không muốn đổ hết vào súng đạn vô tri. Chúng ta đang bị chèn ép ở Biển Đông, đây là sự thật không thể chối cãi do hành vi vô lý của Trung Quốc. Nhưng đời là vậy, mạnh được yếu thua, cá lớn bắt nạt cá bé thì ở đâu mà chẳng có. Việt Nam không nên so sánh với Trung Quốc về tiềm lực kinh tế, quân sự hay dân số, đó là một việc vô cùng khập khiễng. Mặc dù chúng ta có một lịch sử hào hùng, nhưng chính lịch sử đã dạy cho chúng ta một bài học không thể nào quên khi chúng ta đã vô cùng kiên cường trước sự xâm lược của Trung Quốc. Cho dù gã láng giềng có đô hộ ta 1.000 năm, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Mạnh mẽ, kiêu hùng sánh vai với cả các cường quốc Nam Châu nổi tiếng trên toàn thế giới. Hiện tại, nền kinh tế của chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, kể cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Đây không phải là một dạng ăn bám cúc mẫu như các thành phần phản động nhận định, mà chúng ta đang tận dụng triệt để mọi nguồn lực để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh. Bằng chứng là Việt Nam sau khi đủ lông đủ cánh đã bắt đầu giảm lệ thuộc vào Trung Quốc bằng cách ký kết hiệp định tự do thương mại với Liên minh châu Âu vào những tháng đầu năm 2020. Nhưng Việt Nam không hề sợ hãi Trung Quốc ngoài Biển Đông. Chúng ta đã và đang đổ rất nhiều xương máu ngoài đảo xa để giữ gìn bờ cõi của dân tộc. Việc quan ngại, phản đối thông qua ngoại giao chính là một biện pháp và cho đến thời điểm hiện tại thì đó là biện pháp hữu hiệu nhất. Thông qua tiếng nói của Bộ Ngoại giao thể hiện quan điểm nhất quán của nhà nước Việt Nam và khẳng định chủ quyền để cộng đồng quốc tế biết, vừa cho thấy Việt Nam không làm ngơ khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và Việt Nam đang hành xử một cách chuẩn mực, hợp pháp, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Hiện tại, dù nhiều đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ, nhưng với tiếng nói khẳng định chủ quyền của Việt Nam thì không bao giờ Trung Quốc sát nhập được các đảo trên vào lãnh thổ của mình. Một vài ví dụ trên thế giới có thể chứng minh như cao nguyên Golan bị Israel đánh chiếm từ Syria năm 1967 và hiện vẫn quản lý trên thực tế, nhưng không được Liên Hợp Quốc công nhận. Hội đồng Bảo an gọi là hành động không thể chấp nhận được. Hay Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 8.835 km2 miền Bắc Syria. Từ khi nội chiến đến nay, còn vẽ ra một chính phủ lâm thời xài tiền ly gia của Thổ. Dĩ nhiên, chẳng nước nào công nhận hết. Như vậy, chỉ hai từ quan ngại của Bộ Ngoại giao thôi, nhưng sức mạnh như 10 vạn quân. Trung Quốc không thể đơn phương nuốt trôi hai quần đảo này được. Từ trước tới nay, bất kỳ một điều gì Việt Nam đều làm trong âm thầm. Nói một là 10, kể cả bồi lấp đảo. Đó không phải là sợ Trung Quốc hay ai phản đối, mà đó là truyền thống bí mật quân sự của Việt Nam. Như Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã từng nói, trong quân sự, tính bí mật đã thắng 50%. Vậy nên Việt Nam không cần phải hùng hổ đối đầu với Trung Quốc ngoài thực địa giống như Philippines, vì thiệt hại chủ yếu chắc sẽ nghiêng về phía Việt Nam nhiều hơn. Bài học giàn khoan HD981 năm 2014 đã chứng minh cho chúng ta thấy việc đối đầu trực tiếp là không hiệu quả, mà Trung Quốc sẽ dễ bị áp lực trước mặt trận pháp lý, dư luận quốc tế nhiều hơn là đối đầu. Việt Nam đã rút ra 4 bài học chính trong việc đối đầu với Trung Quốc. Thứ nhất là phải huy động và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của khu vực, quốc tế về việc làm chính nghĩa của Việt Nam và phản đối hành động sai trái của Trung Quốc. Bằng cách là phải thể hiện cho được lập trường rõ ràng, chính nghĩa của Việt Nam, công khai minh bạch mọi thông tin có liên quan đến tình hình trên biển, đặc biệt là những diễn biến từ thực địa. Thứ hai, chủ động và kịp thời lên tiếng phản đối những hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đúng với tính chất và mức độ vi phạm ngay từ đầu. Tuyệt đối không nên để xảy ra tình huống phải bị động đối phó với tình hình trên thực địa, như vậy sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Tăng cường công tác, thông tin truyền thông kịp thời, chuẩn xác, có nội dung khoa học và khách quan, không gây mâu thuẫn, kích động, cực tả và cực hữu. Thứ ba là các phương án đấu tranh ứng xử trên thực tế cần đúng thủ tục pháp lý quốc tế và các cam kết khu vực, phải thật sự mềm mỏng, bình tĩnh, khôn khéo với các phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến, đó là kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo với phương pháp mềm dẻo, linh hoạt, đúng quy phạm luật pháp quốc tế, pháp luật Việt Nam và các thỏa thuận khu vực, tuyệt đối không để mắc mưu khiêu khích của đối phương. Đặc biệt là tuân thủ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp có thẩm quyền, phải hết sức kiềm chế, không được manh động, tự do vô tổ chức, có thể từ yếu tố chiến thuật sẽ trở thành vấn đề chiến lược. Thứ tư là cần phải thống nhất nhận thức luận, đó là việc cung cấp và xác định kịp thời, chính xác sự việc xảy ra ở vị trí nào, phạm vi khu vực nào trong Biển Đông, hành vi đó có vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam hay không. Điều này rất quan trọng bởi vì trong Biển Đông có nhiều khu vực khác nhau về các quyền và lợi ích quốc gia, quy chế pháp lý, thủ tục xử lý ở từng vùng biển khác nhau. Đối với Philippines gần đây đã cho thấy phản ứng ngày càng cứng rắn trước Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trong đó, rõ rệt nhất là việc Philippines tăng cường quan hệ với Mỹ. Mới đây, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Philippines vào hồi tháng 4 đã mở ra một chương mới trong Liên minh ba nước. Trong tuyên bố chung vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, cả ba nước đã lên tiếng chỉ trích sự nguy hiểm và áp bức của Trung Quốc trên Biển Đông và bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự hóa của thực thể tuyên bố trái luật pháp về chủ quyền biển. Vậy nên, nhiều chuyên gia cho rằng Philippines tiếp tục cho thấy chiến lược vùng xám của Trung Quốc đang dễ bị tổn hại trước sự soi xét của chính phủ của các nước và dũng cảm phô bày công khai quốc tế. Chiến dịch minh bạch ngày càng mạnh mẽ của Manila nhắm đến các hoạt động cưỡng ép trên biển của Trung Quốc rõ ràng đã khiến Bắc Kinh rơi vào thế bất lợi. Và các quốc gia khác cũng nên cẩn trọng nghiên cứu tính hiệu quả và xem có thể sao chép ở lĩnh vực và khu vực nào khác hay không. Trong khi đó, những năm qua, Việt Nam liên tục lặp lại tuyên bố khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Liệu Việt Nam có thể giống Philippines trong vấn đề Biển Đông hay không? Chắc chắn là không. Mỗi nước có cách giải quyết tranh chấp khác nhau. Hành động của Philippines trong việc mở rộng liên kết an ninh và chỉ trích Trung Quốc ở cấp độ quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ và các đồng minh can dự vào Biển Đông thông qua việc hợp tác và danh nghĩa ủng hộ Philippines. Các cuộc tập trận, tuần tra chung sẽ xuất hiện nhiều hơn với sự tham gia của các lực lượng bên ngoài và với sự hậu thuẫn từ Mỹ cùng khả năng quốc phòng đang được gia tăng. Philippines sẽ tự tin hơn trong việc hiện diện tại các khu vực lãnh hải của mình, với nguy cơ chạm trán với các lực lượng Trung Quốc ngày càng cao.
dễ dẫn đến tình hình nóng lên và bất ổn ở khu vực. Với Việt Nam thì khác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là quá trình đấu tranh lâu dài, cần phải kết hợp sức mạnh nội lực của quốc gia, kết hợp sự ủng hộ từ quốc tế và quan trọng là bảo đảm giữ vững hòa bình, ổn định trên thực địa và tuân thủ các cơ sở pháp lý quốc tế. Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách là tôn trọng đầy đủ, thiện chí thực thi các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác biển dựa trên UNCLOS. Với Việt Nam, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là phải, sức mạnh nội lực của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, sức mạnh của độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Cho nên, với Việt Nam bảo vệ Tổ quốc phải bằng chính bản lĩnh, trí tuệ, thực lực, sức mạnh nội sinh của đất nước, kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Không thể dựa vào bất kỳ liên minh quân sự nào, càng không thể trông chờ vào nước ngoài. Việt Nam càng ngày càng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh, tự cường, tạo nền tảng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Và không thể thiếu là kiên quyết theo đuổi chính sách quốc phòng 4.0 theo sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019. Việt Nam kiên trì với việc tuân thủ luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển, duy trì hòa bình ổn định, không làm phức tạp thêm tình hình và không sử dụng vũ lực làm thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận Việt Nam trong sự so sánh tương quan lực lượng với các bên liên quan. Trung Quốc đã trở thành cường quốc với lực lượng quân sự hàng đầu thế giới và không ngừng gia tăng sức mạnh. Philippines cũng có những kế sách của riêng mình, họ có kế hoạch phát triển, nâng cấp các thực thể, các đảo và rặng san hô ở Biển Đông. Đồng thời, quân đội Philippines cũng có kế hoạch mua thêm tàu, radar và máy bay khi Manila chuyển trọng tâm từ phòng thủ nội bộ sang bảo vệ lãnh thổ. Đồng thời có kế hoạch hiện đại hóa quân sự với ngân sách 35 tỷ USD, mục tiêu tăng cường khả năng hải quân và không quân trong những năm tới để trực tiếp đối phó với các mối đe dọa an ninh bên ngoài. Nếu không tiến lên, Việt Nam sẽ bị tụt lùi đằng sau. Trong khi cam kết duy trì hòa bình tại Biển Đông, Việt Nam cũng có những phương án dự phòng cho các trường hợp xấu nhất xảy ra trong tương lai, có thể vẫn còn xa. Song với đó cũng cần thúc đẩy các biện pháp ngoại giao để xử lý tình hình trong thời điểm hiện tại, nhằm giữ nguyên hiện trạng, giữ vững hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!